Sáng ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 8, xe container chạy trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 12. Khi đến đoạn gần trường Đại học Kinh tế Luật, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, phương tiện này va chạm với xe máy do anh VHB 25 tuổi, tài xế xe công nghệ cầm lái. Sau cú va chạm mạnh, anh B văng vào một xe đầu kéo khác đang đậu gần đó, tử vong tại chỗ. Tài xế xe container gây tai nạn, sau đó điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức cùng đơn vị liên quan đến hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra nguyên nhân và truy tìm container liên quan. Theo ghi nhận, đây là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông lớn, giao thông lộn xộn, người dân thường xuyên đi ngược chiều.